tâm thầy, một đời sẽ được hoa xanh liên đàn. Cái câu này là câu ngừa cho trường hợp mà quá ơi là yếu rồi nếu trường hợp mà không thể xuất viện được gia đình phải liên hệ với bác sĩ xin dám liều lượng thuốc mê đi chư vị Đại bây giờ mới nói ra được thực ra là nếu những cái này mà cho có vừa cho giọng nói ba ngày cũng, hay lắm chứ không phải dẫn đâu mà bây giờ thời gian ngắn quá cứ nữa một đống <laughs> khổ này làm sao xin thưa với chư vị thực sự cái lượng thuốc mê là luận một phim nó hại con đường vãng tranh tây phương cực lạc của chư vị lắm đấy thường thường chúng ta tu mà không đấy cứ cầu nguyện con cầu sao cho khi con ra đi an lành là được rồi uống lắm chưa vị ơi nghe cái lời cầu này đẹp lắm mà nếu cho người nào mà có ngộ chút đạo rồi người ta chê lắm nè đây là lời ngưỡng sai lầm đây chứ không phải là hay ho gì đâu nếu mà gặp bác sĩ nói anh khối cần tu làm chi khối cần cầu làm chi anh vô đây tôi trích anh một mũi một phen là anh đi ra an lành lắm không đau không đớn vậy trường còn gì tu nữa phải không chưa vị nhưng mà thực ra họ nghĩ đến cái thân này thôi chích vô cho cái thần kinh mê mang đi. Nhưng mà khi mê mang thì cái tâm ý mê mang này đi theo con đường mê muội rồi. Con đường giác đánh móc rồi. Con thần tay chủ không bao giờ mà tha những người mê muội đó để đi giải thoát đâu. Nhớ nha, nhớ nha chư vị. Cho nên mong chư vị đừng bao giờ nguyện là con khi lâm chung được ra đi an lành. Đừng nguyện như vậy Phật than lắm rồi. Phật buồn lắm rồi. Phật mới giao cho những vị mà hộ niệm đó nhận dò những người bệnh này đừng nguyện như vậy. Mà bây giờ nguyện sao như vậy? Con quyết lòng theo a di đà Phật con nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chứ vị mà làm đúng đi thì a di đà Phật phóng quang cứu cho vị. Không còn một mũi một phê nước cho vị làm đúng. Bệnh ung thư tự nhiên không còn không còn cản trở nữa. Năm 2002 ở tại Sydney này có một bà cụ kia. Dù ông đã từng gặp qua bà cụ đó. Bà cụ ung thư mà ở bên trong trong Úc là bác sĩ nghe là khi ung thư mà không nằm bệnh viện đó. Người ta đem tới nhà mà bác sĩ cầm từng viên thuốc đưa cho mình uống nữa. Nhưng mà gia đình cũng biết tu. Hứa với chư vị bác tôi sẽ cung cấp thuốc thẳng đầy đủ ghi số ghi sách cho bà cụ này. Nhưng mà bà cụ này biết là bệnh của mình sắp sửa chết rồi Tại bác sĩ tuyên bố là chỉ còn có 4 tháng nữa chết rồi Thì bà cụ nói thôi như vậy chết rồi Sắp sửa chết rồi, thì cứ niệm Phật luôn Mà không ngờ bà cụ niệm Phật luôn như vậy Mà bệnh ung thư tự nhiên sống đau không đớn gì cả Hai năm sau bà cụ mới ra đi Ra đi hoàn toàn không có một đau đớn nào cả Và cái bà cụ làm cái gió mây 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 mua đoạn biết tóc cả các, các thuốc của bác sĩ đưa đó không dám trả lại trả lại tại vì trả lại các ngài nói tại sao uống vì nó bó trong cái rổ mây đó chừng khi mà các vị đó ra đi rồi thân tướng đẹp quá rồi mới cha để mới đem cái rổ mây đó trả lại tới bác sĩ nói mẹ tôi hồi giờ quyết lòng niệm phật để mà vãng tranh cho nên không uống đem tới một cái rổ mây bự thế này Chứ vị thấy không các bác sĩ cũng ngỡ ngàng luôn cho nên phật lực gia trị bất khả tư nghệ không tưởng tượng được nhiều lắm vì ông không biết cách nào mà có thể nói ra cho chư vị chư vị biết hay vô cùng chính vì thế mà mong chư vị phải nhớ cho nói tới đây cũng nên nói lại là tình hại này hoàn toàn không cấm đoán chư vị đi bệnh viện đi bác sĩ chữa trị đừng có hiểu lầm là như người niệm phật hộ niệm là đừng đi À, bác sĩ đừng có đi bệnh viện đừng uống thuốc, không phải đâu chứ vị đó chỉ là những người đặc biệt thôi, còn hàng trăm hàng ngàn những người khác không đặc biệt tức là khi bệnh, vẫn đau, vẫn đớn vẫn cần đến bác sĩ tại vì bác sĩ là những vị cứu tinh chúng ta trên vấn đề bệnh hoạn đúng không chứ vị? có những thuốc làm cho mình khỏe, mình có uống bệnh viện mà có bác sĩ nên nghe lời họ, nhưng mà đến lúc mà bác sĩ tuyên bố không còn cứu chữa được nữa thì chúng ta không nên vin vào những người chỉ chuyên về cái bệnh này mà không biết gì về con đường tâm linh cả. Mong chư vị phải nhớ cho nhé. Cho nên ở đây nói là khi nào mà bệnh viện không còn cách nào chiếu chữa được nữa, ta nên mạnh dạn đưa người thân chúng ta về tại nhà. Mời chu ký tới, mời mời phúc thịnh tới, mời chư vị đồng tu mời anh Tịnh Văn tới đúng không? Để mà chúng ta hộ niệm mới là tốt, đó là lòng thành lòng kính. Nhớ nha, nhớ nha chưa về nha. Rồi. Ở trong bệnh viện chúng ta yêu cầu bác sĩ mà cho mình được 12 tiếng đồng hồ và khi ra đi dành cho mình một cái phòng để hộ niệm thì mình coi như là an tâm hơn một chút. Chứ còn ở trong bệnh viện thì cái hiện tượng vãng tranh rất khó đấy nó khó hơn cả nhà chứ tình thái này không dám nói là một trăm phần trăm là khó nhưng mà chính nếu mà chư vị đi hộ niệm thức thôi một trăm người trong bệnh viện hộ niệm trong bệnh viện thì nhiều lắm chứ một người hai người có thể thành tựu chút chút gì đó còn hầu hết là bị cho nên là người phạm phu chúng ta chúng ta nên tìm cái môi trường nào mà càng an toàn chừng nào thì chúng ta dễ dàng có cái cơ hội bản định hơn thì vì đồng ý thế này nhất định chúng ta phải đi con đường vô cùng là vô cùng là cẩn thận nhưng mà thực ra xin thưa với thật với chư vị là ở trong bệnh viện khi mà uh, có những nơi người ta đáp ứng cho mình được có những nơi không đáp ứng được đâu thì mình cũng đành phải chấp nhận cho nên mong cho vị phải nhớ cho là chúng ta quyết lòng đi vãng thanh thì mong cho vị khi mà biết mình là không cách nào có thể dùng thuốc thang chữa trị được nữa thì chúng ta phải quyết lòng quyết dạ đi vãng tranh mới là mới là tốt.